side. Maybe I can make it right. Said I'm close to baby. We can talk about it. No need to be mad. Hate to see you sad. Guess I know I'm crazy. Crazy about you. Crazy about you. I'm a fan sometimes. Hello, xin chào tất cả em nha. Chào em quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Rồi, hôm nay thì tôi chơi rank ở acc chính nhé mọi người. Nói chung là tôi chơi hai acc xen kẽ nhau nên là cũng rank xem nhau rồi. Acc này thì tinh anh 1 mấy sao tôi không nhớ nữa, acc kia cũng sắp lên tinh anh 1 rồi. Rồi, bây giờ thì ăn con blue này thì qua phụ Arum cướp đói mọi người. Không cần chị nha, để chị để tí qua kia cướp. Rồi, xong thằng Yata bay đây. Rồi chuẩn bị kiểu gì Yata sẽ bắt tốc biến à. Đấy, vô ẩu ẩu cái em mất tốc biến, tốc biến chợ rồi, ok, tốc biến rồi thì tôi qua xin bữa đó nha. Này, lúc qua tường này, úi, thế mà không qua tường, ý, chị, chơi ơi, hên quá, rồi mới ăn được, trời ơi. Rồi, coi như trận này nó có thọt mọi người, nó vào cái bữa đó mình sớm là giờ coi như nó có thọt rồi đó, ok. Nói chung là trận này tôi gặp nắc thì, nói chung là mấy ông á, thường mấy ông mà để nắc farm á thì mấy ông sẽ khó chơi lắm. Nên là cứ gặp trận nào như thế này thì nắc nó cũng khó chơi lắm người ơi, kiểu nó bị thọt rồi mà nên nó không có đồ đánh mình đâu. Rồi, bây giờ thì tôi ăn cái bộ đỏ xong rồi tôi di chuyển xuống dưới gánh nhé mọi người. Nói chung là giờ từ từ đã cứ phá hết quái đó, tôi còn chưa phá hết quái nhỏ bên kia kìa. Trận này thì thấy cá tết tướng ấy, sợ lại đánh gáo nhiều nó xung không xa đâu. Ông cáo chỉ cần ông cứ đi một len ông đẩy cho tôi được rồi, còn nhiệm vụ lại còn lại để tem tôi lo hết cho. Ok, bây giờ thì xuống gánh thôi còn gì nữa. Trời ơi, có mạng Gata, có mạng Gata nha. Rồi xong, Gata mất tốc biến rồi nên là giờ Gata chạy bằng trời. Ok, xin hai mạng luôn. Chắc chắn là hàng FB đã chết luôn, trừng trị này. Đấy, ít ra phải cho tôi một mạng chứ, tưởng mấy ông ăn luôn mạng con Kahi là tôi giận luôn đấy, tôi không nganh nữa giờ. Trời ơi, mình làm hết rồi, thế mà không cho mình một mạng nữa là cày lắm đấy. Rồi, bây giờ thì nấp đây đợi hàng AD đi qua nhá mọi người. Kiểu gì AD sẽ đi ngang qua đây này. Nấp. AD đâu rồi, đi đâu thế, đây, vô chém cho mọi người. Chém rồi, thôi lùi nhá, con Kahi ra rồi lùi nhá mọi người. Ok, bây giờ thì ăn con rồng thôi chứ còn gì nữa. Đấy, thằng Nắc giờ đang ở trên rồi nên là từ nhá. Ui, ăn xong con tà hắn mất tiêu rồi. Rồi, bây giờ thì trừng trị thôi. Đấy, nói chung blue nó ra đó nhưng mà tôi không dám vào đâu, tiền nó đông quá mọi người ơi. Đây, từ nhá. Ôi, anh Yata ơi. Anh tha em với. Thôi bây giờ thì từ nhá, tôi sẽ di chuyển ra kia tôi farm đâu mọi người ơi. Tôi không về đâu. Đấy, mất công về. Chung là tầm này thì tôi ra farm là hồi lại miếng máu giờ mà. Đấy, ui ôi, ông top làm gì vậy? Ơ kìa, thằng top. Trời ơi, Arum nó đánh cả trời luôn, ông vẫn ra farm con lính. Trời ơi, rành ơi là rành. Trời ơi, sẵn ham lính ham cái mạng để lợi thế, trời ơi, nẻ luôn. Rồi, đấy. Rồi xong, bị Yata giết luôn. Ok, bây giờ thì qua đây các anh. Rồi, xin mạng Yata nhá. Rồi, chạy đâu, ui, có tốc biến rồi. Bắt đầu tôi phải đổi mạng rồi, ăn được này. Rồi, trời ơi, Yata nó có cái cấp cứu hồi máu, nó hồi khúc máu mọi người ơi, không ăn được. Đấy, thôi. Đấy, mấy ông đấy gặp mấy trường hợp này chán không? Nói vậy còn kiểu gì ta? Cố chấp đó mọi người. Gặp mấy thằng chơi game này đúng chán luôn, tốt nhất là đừng có nói nhiều nó, mất công nó phá game mọi người ơi. Rồi, bây giờ thì đi lại ăn cũng bùa đỏ thôi. Tầm này thì vàng mình đang nhiều nhất team thôi. Đấy, bây giờ nâng xong cái đồ nhỏ rồi thì giờ mình sẽ nâng cái món lớn nhá mọi người. Kìa, ai đây ơi, bắn nó. Ui rồi, thôi xong rồi, bị phản ganh rồi. Toang rồi, từ, tôi ra đây. Thôi, đây, AD đâu rồi, ui AD chết rồi à. Rồi, thôi, bỏ nhé mọi người. Đây, né, cho con lính nó che đạn của Gahi đi. Rồi, bay vô chém con Nắc này. Ok, bây giờ thì, nói chung là, té đánh nhau căng thẳng quá, tôi còn chưa kịp ra nữa, chết hết mất tiêu rồi. Đấy, bây giờ thôi thì về ganh nữa chứ sao giờ. Rồi nhá. Đấy, mấy ông gặp mấy trường hợp như kiểu top, mấy ông cứ đừng có chửi nó nha, đừng có chửi, cố chửi, nói một câu thôi. Còn lại kiểu cứ động viên ấy, mất công nó phá game mệt lắm, nó phá game gánh không nổi đâu, 4-5 khó lắm. Ui, giết nó. Rồi, xin mạng, ui, lướt hụt rồi. Ừ, hên có phải ăn được. Nè, giết thằng Nắc này. Thôi, phải này không giết thằng Nắc mọi người. Hành cái gì nó cũng sẽ lướt qua nó chạy à, thôi, bỏ nhá mọi người. Rồi, bây giờ đi về farm tiếp, blue mình ra rồi. Đấy. Giờ nhưng mà làm gì làm phải lượm món quái này đó mọi người. Nói chung là có thì farm thì cứ farm cho tôi thôi. Đó là lý do sao mà hồi xưa á tôi nhận ra một điều là mọi hôm này là tôi chơi thua vàng người ta là do cái tính tôi kiểu cứ kiểu nhường á. Còn bây giờ tôi rút kinh nghiệm rồi, có farm khúc trường mẹ hết á, ta trước thì farm trước. Nói chung là cứ farm thôi.
thì biết tí ganh chị ơi chứ sao giờ. Nói chung tình trường hợp thôi, nói chung là mấy ông gặp thì coi cứ pha thôi, chửi thì cũng được chứ sao giờ. Rồi ok, bắt AD nhá, AD chết chắc này. Rồi chém chạy đâu, chạy đâu, ui chạy đâu, ui trời ơi, pha này tôi dở rồi, băng xương chi vậy. Ui pha đó tôi nghĩ thằng thằng gì nhỉ, thằng AD nó sẽ bật đại bác nó dồn tôi lên, tôi băng xương cho an toàn, nhưng mà cuối cùng biết thế đợi bà hồi chưa lướt gì ăn nó luôn rồi. Thôi không sao, tem ăn được hai đứa rồi. Ok bây giờ tôi ra phạm, úi rồi cả hi đái kìa. Thôi bỏ cho mọi người, hai con xe là coi như toang ấy. Rồi bây giờ thì về farm tiếp nhá. Đấy, nói chung là tự nhiên giờ tôi nhìn đến cái vụ toàn YouTube người ơi. Đấy, nói chung là mấy ông coi kênh của tôi, mấy ông thấy tôi đánh sao. Cứ như tôi là tôi thấy tôi đánh bình thường lắm mà mấy ông khen tôi đánh hay là tôi cũng chịu luôn đấy. Rồi. Ok, nói chung là kiểu từ nhá, chừng trị nhá. Đấy, kiểu là tôi làm YouTube kiểu kiểu sao ta? Nói chung là ai làm YouTube thì cũng kiểu muốn cảm giác muốn kiếm tiền trên YouTube như thế nào đúng không? Tôi cũng thế thôi, cũng tò mò xem kiểu kiếm tiền trên YouTube như thế nào, nên là dạy nghỉ chơi game thì cứ thế mà đăng thôi đấy. Nên là nhiều lúc tôi cũng chẳng biết tôi có dạy được kinh nghiệm hay không nhỉ. Từ khoan đã, tôi giết con AD đấy nhá. Mày bắn này, chạy đâu, giết luôn cả hai đi. Ừ hay quá đấy. Rồi ok, nói chuyện YouTube nhá. Kiểu thì cũng đam mê thôi, nhưng mà cũng chẳng có kinh nghiệm làm đâu. Đây là nhiều lúc tôi chả biết tôi có dạy được anh em cái gì không nữa. Nên là anh em cứ xem kênh tôi thì nếu mà được kiểu muốn biết cái gì á thì cứ comment ở dưới cho tôi biết nhá. Thực ra tôi chả biết nó dạy cái gì đâu, kiểu lâu lâu trận gặp trận nào thì có cái gì mới thì nói anh em thôi, còn không có thì cứ đăng vậy thôi, chứ chả biết nó sợ anh em xem đi xem lại nó bị chán á. Đấy, tôi thì cũng các bạn nhiều lúc tôi cũng bí ý tưởng lắm á, nên là cứ đăng thôi, đăng kiểu kiếm giờ xem, kiếm anh em xúc kênh cho tôi. Đấy trời ơi, thời thề cái thời mà team bây giờ đấy, à đúng rồi, nói bây giờ thì cảm ơn anh em đã ủng hộ tôi được 500 xúc nhé mọi người. Rồi từ AB chém HD này, mày chạy đâu, ui sao lướt qua tường luôn thế này, trời ơi tự nhiên lướt qua tường luôn, vãi tồi thật. Rồi ok, ăn được hai mạng nhá, xin ui thay em né ui em vẫn dính đấy. Rồi ok, nói chung là cảm ơn anh em đã ủng hộ tôi được 500 xúc nhá. Đấy trời ơi, hôm qua mấy anh em coi kênh tôi, trời ơi, tự nhiên mấy này kiểu view lên như cái máy luôn, mừng thôi rồi luôn. Với cả xúc nữa, bình thường hồi xưa tôi làm YouTube hả, kiểu làm hoài không có ai xem, không có ai subscribe kênh như tôi á, kiểu nó bị chán lắm người. Nói chung hồi xưa tôi cũng có bị nản mấy lần rồi, kiểu tôi làm kênh cũ á, nhưng mà kênh đó tôi bỏ rồi. Nhưng mà bây giờ thì quyết tâm làm lại kênh mới, và mày thì làm siêng không có bỏ nữa, cho dù không có ai xem thì vẫn làm đấy. À nhưng mà thành quả bây giờ thì anh em ủng hộ kênh tôi, trời ơi nói thật là tôi sợ xin là rất cảm ơn mọi người nhé. Cảm ơn anh em đã like video và xem video tôi nhé. Trời ơi ok, nói chung là anh em đợi tôi, khi nào tôi có kinh tế tôi sẽ bỏ ra một chút và tôi sẽ làm event cho anh em nha. Ok bây giờ thì từ vô giờ thì vô ăn con tà thần thôi còn gì nữa. Đấy, nói chung là trận này ông Tom chả làm cái gì đâu, ông hiểu cần nhiệm vụ là ông đi một mình một lane được rồi. Đấy thế thấy đầu game mà ơi đây, bắt con Ahi này, bắt Kahi này, mày chạy đâu kìa, giết con Murat kìa, ui thế vẫn để giật bóng về được à. Cái gì chạy nhanh thế, bổ này, chém này, lướt này. Ôi, tôi xong rồi, tôi lướt qua này. Ui thế vẫn dính cái đam rồi, xong phải này tôi chết rồi mọi người, không đủ đam rồi. Trời ơi, thẻ con cá nhìn mát như cức ấy mọi người. Tôi thẻ tôi phải nói luôn, nhìn như cức luôn á. Rồi thêm ăn tà thần rồi, con Arum chói vậy mãi mới vô. Thôi, chịu luôn. Rồi ê, đừng ăn bùa. Ừ, cảm ơn. Trời ơi, giờ ăn bùa tôi nữa là chết tôi luôn đấy. Rồi, tới nha. Kìa, lui đi, kẻ ăn cá đi. Đây, chém vào nó không, chém vào con Murat không. Lui nhá, về đi. Lại cô đã chết ngu giờ đấy. Rồi, ok, tôi sinh rồi đây. Đấy, nói chung là cảm ơn anh em đã ủng hộ kênh tôi từ trước đến giờ nha. Xin cảm ơn rất là nhiều nha. Rồi, bây giờ thì nói chung là tôi sẽ cố gắng ra những clip hay hơn. Đấy, cố gắng tìm những cái idea mới cho anh em xem đỡ chán. Chứ lúc nào cũng đăng lên nói này thôi. Chứ thật ra tôi cũng nghĩ là anh em sẽ chán lắm đấy, bởi vì tôi chẳng có gì mới mà, đâu có gì dạy mới anh em đâu. Đó, mấy nay tôi đang coi idol, tôi chơi game mọi người ơi, đang coi học kinh nghiệm mới. Chứ thực ra tôi chơi con da này toàn học từ idol mấy mọi người ơi. Idol tôi người Thái mà. Tiểu. Đấy, nói chung là đến cái video đó tôi sẽ nói rõ hơn về cái vụ này nha. Rồi, bây giờ thì vào vị chính là ở cái video đi. Đấy, nói chung là trận này team mình khá là áp đảo rồi, không sợ đâu. Hồi Arum còn truyền thuyết mà mọi người thấy không? Rồi, Arum
Ok, đem bạn chết 4 rồi, tôi sẽ đẩy đường lấy trụ ấy nha, khả năng là sẽ lấy được mấy cái trụ mega đấy. Trận này thì Nắc các bạn không được chơi game đâu, Nắc bạn bị ép từ đầu game mà, nói chung gặp con Nắc còn gặp Arum nữa mà phế này nữa thì thôi khỏi chơi game. Cứ bay vô cái là ăn xích phát thôi là hồi toàn tem vô tem tôi vô ổ phát là coi như Nắc chết à. Đấy nên là mẹ đó lý do sao mấy con Arum thì con Lighter hay bị cấm lắm. Rồi, bay vô này, Nắc mà chạy đâu? Ui nhanh thế, hồi chưa lướt chậm tí thôi là tôi bay vô múc rồi đó. Từ nhá, tôi đẩy trụ này nhé mọi người. Đấy, ra ta bay vô không? Bay vô, bay vô, bay vô rồi xong mày chết rồi đó. Ăn xích nè, rồi bộ này. Ui mày không thấy gì không, đam tôi to quá đâu bổ con data mà cái con Arum đem tôi bị chết luôn mọi người, trời ơi tội tội SB vãi. Thôi sao coi như cống hiến cho team, trời ơi vãi nổi luôn, đánh con data là Arum mất cặp 8 máu sợ thật. Rồi bây giờ thì làm gì ấy đái đâu đấy, đái đâu đấy, bây giờ thì tôi sẽ về tôi ăn bù lú nhé mọi người, nhưng mà trước hết là phải lắp này đã xem có thằng ra đếp lính không nha. Đây thôi mà thôi bỏ đi về ăn bù lú nhé mọi người. Rồi tầm này thì em tôi sắp win rồi, cái trụ bega kia còn bé tí nhau, chắc chắn là pha này con bắt lần nữa là thắng rồi. Giờ cố gắng thêm đợi nó đi ẩu cái là coi như là bay vô rồi win rồi. Đây như pha này win này, pha này là win này. Chạy đi đâu mày, chạy đâu ui lướt lộ rồi trời ơi. Tôi này nha, không rát kiểu gì nó sẽ lật lại này. Rồi giật về đi, giật về chưa, giật về là ngu rồi nha. Mà lại cái tật tôi vẫn chưa bỏ cái quen kiểu hồi trước tôi học chơi ma tính ấy, tôi cứ bị mất cái thói quen chơi của tôi á, là tôi cứ bấm spam chiêu 2 hoài á. Đấy, thành ra là sao ta? Thành ra là kiểu tôi bị quen cái vụ mà spam chiêu 2 người không, hồi bình thường hồi xưa tôi chơi tôi toàn vuốt mà chứ tôi không có bao giờ spam đâu, bây giờ cứ spam. Đấy nhưng mà nãy tôi spam tôi bị mất mục tiêu cái nó lướt ngược về sau đấy. Rồi, ok, bây giờ thì ăn con tà thần xong rồi win thôi mọi người ơi, tầm này chắc chắn là win rồi. Rồi xong, win luôn đời còn gì nữa, tem bạn cứ tạo chết này thôi. Ok, thì cảm ơn anh em đã coi clip nhá. Đấy, nói chung trận này hơi nhàn đấy, nhưng mà không sao, anh em coi clip đây thì tôi xin lỗi rất là nhiều nha. Đây, cố gắng tôi sẽ cố gắng ra những clip hay hơn cho mọi người xem nhá. Ok, bye bye anh em. Bây giờ thì chắc chắn là win đây rồi.